Chương trình âm nhạc và múa chuyển động trị liệu dành cho cựu chiến binh, bệnh binh ung thư vừa diễn ra đầy ý nghĩa tại Trung tâm Hoa Kỳ, Hà Nội. Múa chuyển động trị liệu như một phương pháp kết nối cảm xúc, hàn gắn vết thương cho những người lính mang trong mình những mất mát, đau thương do chiến tranh để lại. Trong tiếng nhạc du dương, những người lính già dù lóng ngóng từng động tác chuyển động, nhưng những tiếng cười lẫn trong tiếng hát như xua tan đi nỗi đau đớn về thể xác, san sẻ yêu thương với nhau.